Messi ơi, Messi đâu rồi? Ăn tiếp này. Nina. Rồi, Siro. Pila. Messi. Nina. Yumi không hư. Siro. Pila. Đây mọi người thấy không? Không bao giờ đớp vào tay đâu. Messi. Chúng nó sẽ ăn rất là từ tốn, chứ nó không có kiểu gì đâu. Nina. Siro. Sẽ tránh cái tay của chủ ra. Pila. Đấy, chỉ chạm vào môi nữa thôi. Messi. Tiếp nha. Bây giờ chờ anh bẻ tiếp này. Bẻ tiếp cho ăn cho hết đi chứ không để dành nữa. Định để dành phần buổi tối, nhưng mà mất công là cái bánh quy này nó thời tiết của miền Bắc nó đang rất là ẩm. Mất công cái bánh quy này nó lại bị ỉu ra. Ỉu mất ngon. Đây là bà, mẹ và hai con. Ngồi yên đấy Pila, ngồi yên đi. Để cho ăn hết luôn đi. Đây. Ấy ra còn được từng đây nữa. Nốt nha. Nina đầu tiên. Nina bé nhất. Siro bé thứ nhì. Messi tiếp theo. Rồi, bà Pilan cuối cùng. Đó. Nina. Rất là ngoan. Siro. Messi. Pila. Đấy. Cố tình cầm sâu vào để xem nó thế nào nhá. Mà Nina nó cắn không bao giờ nó cắn vào tay đâu. Pila ngồi xuống đi Pila. Siro. Nào. Siro. Rồi, Messi. Vì Pila vừa rồi Pila tranh phần của định tranh phần của cháu không gọi tên mà Pila ăn, cho nên lần này Pila sẽ bị bỏ vòng nhá. Nina được ăn trước. Pila bị bỏ mất một vòng rồi đấy. Siro. Siro. Rồi. Ngoan, Pila ngoan, Pila ngoan được ăn luôn. Ăn luôn miếng vừa rồi luôn. Ok, Messi. Rồi, Messi ngoan lắm. Nina. Siro. Ok. Pila. Messi. Đấy. Mọi người thấy không? Chúng nó cập nhật rất là nhanh. Phạt một lần là nó sẽ biết ngay. Nina. Phạt một lần nó sẽ biết, nó sẽ không tranh nữa luôn. Siro. Pila. Biết ngay cho nó hiểu hết đấy. Messi. Chứ không phải nó không hiểu đâu. Còn có mấy miếng thôi. Nina. Ok, ăn uống rất gọn nhẹ. Nina là được ăn hơi nhiều. Siro. Không nhá, Pila nhá. Pila có muốn bị phạt không? Nếu muốn bị phạt mất phần thì cứ thế mà tranh. Lần này còn chưa thỏa lưỡi ra liếm mới hít ngửi thôi thì vẫn được ăn nhá. Ăn tranh là cắt phần luôn. Messi.
Rồi. Đây là mấy miếng cuối cùng phải chia ra. Nina này. Siro này. Pila này. Messi này. Ok nha, hết nha. Đây, hết rồi này. Nhìn thấy không? Hết rồi, chúng ta nào. Quay ra đây chào khán giả cái nào. Ui trời ơi, mẹ bảo cái bảo hết rồi quay ra chào khán giả cái mỗi đứa ra một chỗ luôn. À phụ thế, mấy đứa phụ thế. Hả? À, ai lại phụ thế? Hết ăn để bảo chào khán giả là hai con to đầu mỗi con nằm chỗ luôn. Đùa chứ. Làm gì mà nó lại phũ phàng thế nhỉ? À, cho mọi người ngắm từng con riêng một chút nhá. Là Siro. Ok, Siro ngồi xuống nào. Chào Siro nhá. Ôi Siro xinh gái thoá. Siro xinh gái thoá đi thôi. Bây giờ Siro có em rồi đấy nhá. Siro bây giờ không phải bé nhất nữa rồi nhá. Là không được nhõng nhẽo nhá. Siro nghe chưa? Không nhõng nhẽo như cái lúc mà chưa có em đâu nhá. Ok, làm đấy. Nina. Nina ăn rơi dính cả bánh quy lên trên mặt đây này. Đứa nào nó ăn nó nằm rơi vào đầu Nina đây. Nó rơi vào đầu Nina rồi nó không liếm cho Nina gì cả. Nha. Nina đại ca. Yên để quay em Nina tí nào. Nina đại ca, Nina cũng thích chơi bóng như bà ấy. Như bà Pila. Ok. Hai chị em chỉ khoảng tầm 3 tháng nữa là hai chị em sẽ bằng đầu nhau ngay. Vì đàn của Nina là phát triển mọi thứ nó thuận lợi hơn, nó to nhanh hơn là đàn của Siro. Hai chị em cùng bố cùng mẹ đấy. Cùng bố và cùng mẹ. Ơi, đến lượt Pila. Này Pila, tại sao lại ăn lại cũng lại có bánh quy dính vào má này? Pila thì bây giờ là 8 tuổi rồi. Mọi người nhìn thấy có nét gì tuổi già ở trên người Pila không? Ngoài mỗi cái sợi râu nó có lẫn cái sợi trắng. Nhưng lẫn cái sợi râu trắng này cũng chẳng phải là vì tuổi già đâu. Mà vì Pila cách đây khoảng tầm 1 năm là Pila có một cái phẫu thuật một chút về cái bẹ sữa. Dùng cái thuốc gây mê cho nên là sau đợt đấy là Pila có râu bạc đấy. Chứ còn nhìn nó chả khác gì cái con các con của nó. Tầm 3-4 năm tuổi thôi. Nhưng mà thực tế là Pila 8 tuổi rồi đấy. Bố lão rồi, nghỉ hưu rồi. Đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ đẻ rồi đấy. Nhìn như thanh niên. Con Messi ra đây xem nào. Messi ơi. Này, ba đứa nó nằm ở đây hết rồi. Messi ra đây. Messi. Xí xích ra đây. Nào nằm xuống đấy. Ok, nằm xuống. Quay xíu cuối cùng lên xí dỗi hả? Xí nằm xuống đi. Xí nở gái rượu. Sắp tới này thì nằm ra. Sắp tới thì hai con gái của Xí cũng là gái rượu luôn. Siro và Nina. Xì có quả liếc mắt hơi bị kinh luôn. Quá là gì đây cả nhà nhà chúng nó đấy. Xì nằm lên xem nào. Xì ơi, không có ai nằm thế đâu. Để anh làm kiểu ảnh nào. Xì nằm lên nào. Xì ơi, Xì, Xì có chịu nằm không nào? Tất cả nhìn vào đây nào, chụp ảnh nào. Nina, bảo chú bánh Nina chuồn đi đâu. Nào Messi. Thôi được rồi, con Nina nó không chụp thì thôi. Messi nhìn vào đây nào. Siro với Pila nó chuẩn bị sẵn sàng hết rồi kìa. Messi ơi. Nào. 2 3 nào. Nào nào. Hey Messi. Hải. Siro ngoan lắm, Siro xinh gái lắm. Trời ơi.
Nào, còn mỗi con Messi thôi. Messi nhìn mặt vào đây nào. Pila. Ờ, con Nina nằm xuống đi. Nina, Nina có chụp ảnh không? Rồi, đứa nào cũng phải là ở trên đầu trên cùng à? Được, rồi cho Nina đại diện ở trên cùng. Phải nhưng phải lùi lại. Nào, tất cả nhìn vào đây nào. Pila, Siro. Tất cả nhìn vào đây. Không, 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 lùi lại. Ở yên đấy thầy, ở yên, ở yên, ở yên. Nào, đứa nào cũng muốn ở gần máy ảnh làm sao? Mẹ, thế này thì lại che mất mặt bà ở đằng sau rồi. Ok, nằm xuống đấy là được. Thôi con Nina cho nó lượn đi. Nào, tất cả nhìn vào đây. Ái da, con Nina nó đóng cửa đóng cho nên nó ra đấy, nó đây vậy. Nó ra nó đánh dấu à? Thôi được rồi, hai mẹ con làm kiểu nào. Ok, ba đứa làm kiểu. Rồi, đẹp rồi. Xin chào cả nhà nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you and see you again.